Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay cũng như mọi ngày mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Bữa nay mình đi cũng có mình nên mấy bạn ơi. Nãy giờ mình lội đâu cũng có mười mấy tay, sao bữa nay tình hình hiu quá mấy bạn, nó không dính mấy bạn ơi. Tới lúc này mình đang ngồi nghỉ mấy bạn, thấy cánh đồng quê của mình hiện giờ không, trời thanh gió mát không đó. Giờ lúa người ta đã xả gì hết đó nghe mấy bạn, còn trên bờ trồng đu đủ nè, còn bên đây thì người ta trồng nhãn nè, nuôi cá với mương rồi nè nghe mấy bạn. Thì hành trang của mình quay lại tuổi trời chính, hành trang của mấy mình của anh em mình thì nó cũng gồm mà một cái túi với mớ lứ nha các bạn, với gói thuốc mình hút. Còn đây thì mấy bạn biết gì không, nãy giờ mình lậu đi mình thăm lứ nó không dính, mà coi như mình đi mình gặp được con gắn lãi nè mấy bạn. Mấy bạn xem đó, gặp được con lãi nó đang bò mấy bạn, là mình nhào mình chụp dính đây nè, nên mình không có quay được cái cảnh đó nha mấy bạn, tại vì mình đi mình nên à nhào chụp dính nó được con nè, với chụp từng con gắn máu nha mấy bạn. Bữa nay mình chơi tay không bắt gắn luôn nha mấy bạn. Gắn lãi nha mấy bạn, nó đang bò nó không sơ ý, nó không gặp mình nhào chụp dính nó nha mấy bạn. Rồi thôi giờ hành trang mình cũng như mọi ngày đây nha mấy bạn. Rồi đó, tiếp tục một cái túi đem theo phụ, sợ có dính gắn nước nó cắn hư mấy gắn kia không bỏ chung được mấy bạn ơi. Rồi đằng đây mình có một tà lớn nha mấy bạn, trăm bụi chanh thiệt thổi nha mấy bạn. Bụi chanh này mình đã từng bắt được một con hữu hạnh nè nghe mấy bạn. Bữa mà mình đi ngang cái chỗ cái khúc này các bạn, cái bờ nhỏ nè, càng cặp mấy ruộng mình tốt xuống đây các bạn, thì hở nước nhiều nha các bạn. Cái này nước nó giật rồi, ta xả lúa ta hợp đồng mà trong bụi chanh này nè nghe các bạn. Đây có hàng mấy bạn ơi, hàng lãi mấy bạn ơi. Đây để mình chui vô mấy bạn coi nha, tại vì đây là ngay cái bụi chanh nha các bạn. Đây bạn nhớ bụi chanh quen thuộc không đó, đây cũng lãi đây, để mình chui vô mấy bạn ơi, nó nằm chút trong kẹt á chứ không phải ở ngoài. Này gắn lãi này cũng không quá to nghe các bạn, con này nó nằm khoảng cỡ 350-400 gram đổ lại nghe các bạn. Đây bạn thấy nằm đá không đó. Thì mình cũng xin mấy bạn cho mình tạm ngưng đây nghe mấy bạn, mình xử lý con rắn rồi mình đi lại tay tiếp theo mình quay, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem nha, tại do mình đi mình nên nha bạn, dưới đây khó khăn quá bạn. Nè nè các bạn thấy chui vô đây á, chui vô mình giăng tha lưới vậy mình giấu bớt mấy bạn ơi, để cỡ này quá trời bị mắc lưới mấy bạn ơi. Ta nào dính mắt, ta nào dính mắt hoài. Mà thông thường gắn nặng các bạn biết sao, cũng không ai đếm xỉa chứ, không hành không ngựa đồ bự bự là rồi đó, coi như mình đi trễ lại thua. Rồi thôi cho mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi, đi tới tay tiếp theo mình có dính mình test lại mấy bạn xem. Rồi này mình đi xuống tới luồng đầu dưới nữa nghe bạn. Bữa nay nói chung là quá thắt mấy bạn ơi, lão nãy giờ biết nhiều lứa nói mấy chục tay đó mà nó không dính mấy bạn ơi. Thành quả nãy giờ mấy bạn thấy nè, được có ăn con nè đó, con với mình chụp đường con là mới có hai con nha các bạn, là coi như gậu đó bữa nay nãy giờ rồi đó. Họ đang nghỉ đây thôi, mình đi tới tay tiếp theo luôn nha các bạn. Đây mình có dằn tay nè các bạn ơi, giờ gió mát quá các bạn ơi. Rồi đây có chín con, càng nhỏ các bạn ơi, cậu chín ngắt luôn mấy bạn ơi. Gắn này nhỏ chứ không bự nha các bạn, gắn này theo như là lọt lưới mình đó mấy bạn, mà do nó ăn con nhái hay con gì nè mấy bạn, cái đầu là nó tới ngay nó dính ngay chân chỗ cái con nhái con này kia đó mấy bạn. Chứ còn mình lưới mình bắt là từ 300 gram lên, con này chừng 250 gram mấy bạn ơi, chết nha các bạn. Trời nắng quá các bạn thấy quê mình giờ người ta xả lúa gì nè mấy bạn, cái người ta phát bờ chống lỏng rồi mấy bạn ơi, ta dọn dẹp bờ nó chống quá đó, cái khi mà gắn nó dính nó dễ chết lắm mấy bạn ơi. Một là dễ chết, còn hai nữa mấy chỗ nào mà tham thì thôi rồi luôn, xong lưới ta lưới sẽ mất tiêu. Rồi mình cũng xin tạm ngưng đây nha mấy bạn, nãy giờ mấy bạn thấy đó quá thấp à, đi tới tay tiếp theo có dính mình test cho mấy bạn xem, chứ còn nãy giờ quá thấp rồi. Cái đây tới cuối nó dính một hai con bự bự, mình quay cho nó đẹp chút mấy bạn ơi. Rồi thôi cho mình xin tạm ngưng đi, đi dính nữa mình test mấy bạn xem, còn không dính thì mình tổng kết luôn, chứ giờ tổng kết gì nữa, nãy giờ cũng có nhiều mấy bạn ơi. Để mình đi về tới luôn nha mấy bạn, có dính mình test lại. Thôi nãy giờ mình lội cũng mười mấy hai chục ba lứa nữa nó cũng không dính mấy bạn ơi. Bữa nay sao thắt thu quá mấy bạn ơi, cỡ này đồng mình là thua mấy bạn ơi, quá trời người ta dọn trống rồi, dưới nước nó giật nhiều quá đó mấy bạn ơi, nó tản đi hết rồi, mình cũng khó đón hướng nó đi nữa nghe mấy bạn. Thì thành quả nãy giờ mấy bạn thấy được con một rồi, con với mình chụp được con có hai con đó rồi đó. Bạn thấy xa xa chụp nó mấy con cọng cọc cò rồi nó đậu dưới ruộng đó không mấy bạn,
đó, nó bay ra đó. Để mình đang nghiên cứu kiếm cách để mình bắt những con đó nghe các bạn, chứ giờ nói chung là mình đánh bắt rắn nó cũng hạn chế rồi, nó sắp hết mùa rồi. Ở quê mấy bạn coi làm vùng vườn đồ thì chắc còn, còn ở mình ở đây là vùng quê nghe mấy bạn, người ta xả lúa xuống rồi là nó nước nó giật xuống nó đi tàn lan hết, mình khó đón hướng lắm. Dù cho mình đón trúng hướng đi mình bắt cuốn tỷ lệ không có được nhiêu đâu mấy bạn ơi, nó tặng từ lứa chân. Từ đây sắp tới đầu là bên luồng lưới anh em mình là tiếng bắt rắn này là chắc yếu rồi đó mấy bạn ơi, mình sẽ kiếm săn bắt những con khác nữa mấy bạn ơi. Rồi ở đằng trước này mình ngồi nghỉ nãy giờ mấy bạn ơi, đằng trước này mình cũng có tay nha mấy bạn, tay đằng trước này, bụi chuối trước này mấy bạn, bụi chuối trước này lúc mấy cử trước mình đi có giúp con hổ ngựa mà chết ngắt lắm mấy bạn, cửa này đứa coi có hên không nghe mấy bạn. Nãy giờ mình lội tới trưa luôn đó mấy bạn, lội xa lắm rồi đó, mấy cây số rồi đó, sớm giờ mình lội có 6-7 cây số rồi đó mà nó không dính nha mấy bạn. Đây là tài lưới dùng viền nha mấy bạn, không biết có dính hay không, mất cái gì mấy bạn đó, mấy bạn thấy lưới dùng viền chưa, mình vô thăm lưới mà dùng viền có dính đó mấy bạn, trời dính vẫn lãi mấy bạn, đó nằm đó kìa mấy bạn, đó đó đó, con lãi này cũng không bự hung mấy bạn ơi, lãi này cũng gôi gôi vừa. Để mình nắm đuôi chắc ăn mấy bạn ơi, giống bữa hổm mấy bạn thấy mình không nắm cái nó là một cái tụt cái nó giọt mất tiêu đó mấy bạn nhớ, đợt rồi mình có quay mấy bạn con không, nó gâu gâu vừa vừa vậy nè mấy bạn, nhiều khi nó tụt cái lưới mình giăng lâu á mấy bạn, nó nằm có một mặt á, cái nó tụt cái đi ngang luôn à, dù nó dính 2-3 mặt lưới thì nó không có đường đi được, chứ nó dính 1-2 mặt là nó có đường nó rút được nha mấy bạn, mạnh ghê mấy bạn, quậy kìa đó. Bữa nay quá trời nó dính yếu rồi mấy bạn ơi, đi bữa nay lội sải giò luôn mà không dính, toàn là dính lãi bọng nhiều ghi ghi có mấy con chứ cũng không được nhiều nữa mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn, rồi mình đi trái thì tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem, mình xử lý nó cái mới được. Rồi đằng trước này mình cũng còn tay nữa nghe mấy bạn, nãy giờ đi nhấp tay hết cũng không dính mấy bạn ơi, cái này do nó dính yếu quá, bữa nay mình lội nói chung là muốn giáp luồng lưới luôn nghe mấy bạn, tại vì nó ít dính quá mình lội mình thăm cái một định mình gắn cái mình săn bắt con khác mấy bạn ơi, tính chương trình săn sắt bắt mấy con khác chứ hiện bây giờ thì đồng quê mình mấy bạn thấy người ta xả lúa hết vậy nè, xả lúa rồi ở đầu người ta dọn bờ chống lỏng chân gì đó mấy bạn, rồi cái tỷ lệ mình săn dính nó yếu quá mấy bạn ơi, da dằn lưới gắn nó dính yếu quá, rồi tính ra mình thu nhập không được nhiều nên mình tính chuyển bắt con khác. Thôi mình đi tới tay tiếp theo nghe bạn, để mình thăm vài kỹ nữa thôi, coi tình hình sao bạn ơi. Đây đằng trước này mình có con tay nha mấy bạn, bờ này bị hồi lúc trước cây đồ nhóc chân dưới đây mấy ngày thấy giờ người ta chặt chống lỏng chân. Ồ có hèn mấy bạn ơi, ta lưới trong mảnh vẫn dính nè mấy bạn, đây mình thấy đã không, đây mình văng là lúc đó là nó bích chịch nha các bạn, bây giờ cây cối nó ấy mình nắm đuôi trước nha các bạn, chắc là cây cối người ta ấy chân nha các bạn, ta chặt chống lỏng chân rồi mình bỏ đại đây nhưng mà cũng dính nha các bạn, nó có đi ngang lại dính nha các bạn ơi, rắn này chắc bụng mới dính hay gì đẹp quá các bạn, đã không, mình nắm đuôi nó cho chắc ăn này nha các bạn nhớ đợi bữa trước con bữa có con không, mình đi lại gần gần mình để mình đang té tép mấy bạn xem chơi tóc nhão chạy mình được mình chụp cái nó nhảy mương luôn đó mấy bạn nhớ không, đó bữa nay rút kinh nghiệm nha bạn, nắm đuôi vậy chắc ăn, tại ba lưới này mình văng hồi đầu mùa tới giờ mấy bạn nó đã cũ rồi, mình văng lúc mà cây này nó còn bịch thù luôn đó mấy bạn, mà bây giờ người ta đốm hết trơn trống lỏng gì luôn rồi, ta lưới nó bạc màu luôn nè mấy bạn thấy không, chứ lúc trước mình mới văng lưới đen thù luôn nha mấy bạn, đó dính đã không mấy bạn, rồi lội cái này mấy bạn thấy vậy ha, nó không dính lội thấy mệt nha, mà nó dính như xa xa thì 10 tay 5-7 tay con cũng được đúng không bạn, cái mình thấy nó cũng hứng nữa, tại lưới mình làm con hút vậy nghe bạn, đó cây đại dưới đó bạn lên tới đây là tay lưới này nó có 5 tấc rồi nghe bạn, đã không, gắn này cũng tạm chậm nha bạn, gắn này từ 350-400 gram bạn, phải cả này gắn cái có gà đi la gai đó mấy bạn ơi, do nó vô nó ấp trứng hổm gại giờ nó ra nó ăn đựng nó sửa sàng ủ đông nha các bạn, hổm gài cũng có dính gắn trứng la gai đây đó. Đây tới tết nó tuy nó dính ít nha các bạn, nhưng mà những cái con gắn mà nó nín lâu ngày đó nghe bạn là đây tới tết nó sẽ đi đó, cái hướng hổ hành á, hổ hành bự là đây tới nó sẽ đi nhiều á, nhưng mà do mình gian lưới này á, thì không có bắt kịp mấy cái đồng nghiệp mình đặt bẫy mấy bạn ơi, mấy đồng nghiệp đặt bẫy đặt dính nhạy hơn hổ hành á, còn mình gian lưới sẽ không bằng được, mình gian lưới mình chỉ tiếm lĩnh được chiếm lĩnh được giống như hổ ngựa hổ hèo gắn lãi gắn nước, nhưng mà cái con mặt hổ hèo thì dùng mình nó không có nha mấy bạn, ở đây dùng mình nó chỉ có gắn lãi là nhiều thôi, tại do gắn lãi đặt lợp nó không dính đó mấy bạn, cho nên còn lại mình còn bắt được nhiều thôi, chứ còn hổ hành với hổ ngựa là giảm dữ lắm nhiều, còn đặc biệt là hổ hèo dùng mình không có luôn mấy bạn ơi,
cứ phải có mình giăng lưới nó cũng dính đó mấy bạn. Rồi bây giờ mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn, mình xử lý con rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình quay lại mấy bạn xem còn cũng không có nhiều lưới nữa mấy bạn ơi. Rồi cho mình xin tạm ngưng đây đi. Rồi nãy giờ mình đi cũng khoảng nghe bạn mà nó cũng không dính mấy bạn ơi, ở khu vực bờ cam trở về tới khu vực bờ cam quen thuộc nghe mấy bạn. Đây khu vực bờ cam chứ ở đây là vuông nuôi cá nha mấy bạn, ở đây là bên đây là vuông của ông chú ổng nuôi cá thịt nha mấy bạn, cũng quen mấy cho vô, còn ở đây khu vực lạ ta không cho vô mấy bạn ơi. Mà nói vậy chứ cũng đồng nghiệp cũng lẻn lẻn vô đây đặt bẫy mình lội gặp nhóc hết nghe mấy bạn. Rồi hồi sáng giờ sớm giờ thì mình thành quả được có nhiêu đây mấy bạn, nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy nó dính đâu được bốn con gắn lãi mà chết một con bỏ, còn ba con mình chụp được con nữa được bốn con nha các bạn. Là thành quả trong túi này được bốn con gắn lãi nha các bạn. Đây đó, thành quả sớm giờ nha các bạn, cỡ này không dính gì, dính gắn lãi không mấy bạn ơi, làm như gắn khác mấy đồng nghiệp mình bắt hết à, không hành đâu bắt hết à. Rồi khu vực trong bờ cam này mình có test tay được đi vô nha mấy bạn, để mình vô mình thăm mấy bạn xem. Đây khu vực hai bên đây là mương, ở trên đây là vườn mình giăng cặp mé mương này nghe mấy bạn, giăng cặp mé mương mình đón rắn ở trong vườn này, nó đi ra đây uống nước rồi nó sẽ dính vô lưới mình nha mấy bạn. Đây mình đi tới đây các bạn ơi, cha làm gì vậy một vùng dữ ta, dù gì vấn đề gì đây ta lưới mình giăng nghe bạn, ủa vấn đề gì mà làm gì một quặng đây dữ ta, dính rắn các bạn ơi. Đây uống nước các bạn nhìn thấy không, đây nước ra nha bạn, chọc chọc đẹp xuống cây sầm bông của mình nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây, gắn nước này cũng cỡ 400 g nha các bạn. Nước này cũng tạm tạm chứ không quá bự các bạn ơi. Gần tới phút cuối nó mới chịu dính, sớm giờ dính lưa thưa. Luồng lưới cuối này nó mới chịu dính lại gai, mấy luồng này là mình mới vô bờ cam của đây mình giăng cũng thăm cũng 4 đợt nha các bạn ơi, cũng dính lưa thưa. Ù đã không mấy bạn? Con này từ 400 g nha các bạn. Ồ, các bạn nhìn thấy đã không? Vỡ quắn, còn này mình để mà tới mai dám có khả năng chết nha bạn, mà tỷ lệ gắn nước nó chết cũng hiếm lắm mấy bạn. Đó, hổm gà mình giăng mấy bạn cũng đã thấy rồi đó, mình đi thăm là nói chung là gắn nước là hiếm có chết, mấy loại gắn khác con nào cũng có chết rồi đó, còn gắn nước hổm gà mình chưa thấy chết. Đây đã không mấy bạn. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng ở đây mình xử lý con rắn này nha các bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại mấy bạn xem, thì cũng không có còn nhiêu đưa tay nữa mấy bạn ơi, còn cũng ít lưới. Bữa nay mình nói chung là mình quyết định mình lội cho nó cũng hết lưới luôn mấy bạn ơi, tại cỡ này nó cũng ít dính rồi với nó hay chết đó, mình gắn mình lội chứ mình không lội thì nó chết. Chứ mình coi cái hướng sắp tới đây coi hết mùa với giăng dính yếu quá mình sẽ chuyển qua bắt cái gì đây nữa mấy bạn, mình đang suy nghĩ đây. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây nha. Rồi đằng trước này mình cũng có một cái lưới nữa nha mấy bạn. Rồi ở đây tay nè mấy bạn, đây có tay mà tay này không dính nha mấy bạn. Đây đây để mình test mấy bạn xem đó, để mình quay tay nào không dính hết, có bạn không biết tưởng đâu mình nói làm gì sao giăng tay nào không dính, nó sự thật nó cũng không dính nhiều lắm nghe mấy bạn, do nó không dính rồi mình không có quay cho mấy bạn xem để mấy bạn xem thấy cảm giác nó nhàm chán với nó mất thời gian lâu của mấy bạn ha, cho nên những tay nào dính mình mới quay, còn lâu lâu mình mới tép tay không dính thôi các bạn ơi, chứ còn mình giăng này không dính thì nhiều lắm, tại mình giăng lượng lớn nhiều lắm nha mấy bạn. Đây ở trên tay mình có con tay nha mấy bạn, đây là khu vực bờ xài nha mấy bạn, dưới đó là mương nuôi cá của người ta. Chà, tay lưới này cha dính không hổ hành mấy bạn ơi, hổ hành đây đã không mấy bạn, đây ồ mấy bạn thấy đã không, dính hổ hành nó sầm dơ nhịn đã nha bạn. Hên mà bữa nay cử này đi nó chết cũng ít mấy bạn, là do tại mình lội khích đó mấy bạn, mình không dám bỏ cử, mình lội khích ngày nhiều đó mấy bạn. Đây tay lưới mình văng tận dưới đó lên tới đây nha bạn, đi lại mà thấy dùng gì là hiểu đó mấy bạn ơi. Bữa nay mình nói thắt không gì mà cũng tính ra là trúng rồi đó nghe mấy bạn, chứ cỡ này là vậy là thắt rồi đó, nó giọt lên vài cử trúng nữa là nó hết mũi nha bạn. Đây thành quả bữa nay đây, cỡ này tối ra đem ra nha bạn xem đó, nãy giờ mình đi thăm đó nghe các bạn. Đây một con rắn nước mình để riêng, mình không dám để chung luôn các bạn ơi, đó để chung nó cắn hư miếng rắn lãi với rắn ngô hạnh cho nghe các bạn. Đó con rắn nước mấy bạn thấy nó dữ chứ nó hung lắm,
nó vô nó cắn, nó xeo cái là gắt thịt của ta chân à. Mấy kia nó cắn rồi nó buông, còn hồi đặc biệt nó là nó cắn rồi nó ấy gắt thịt hết trơn rồi lên cái bàn hàng ta chơi nha mấy bạn. Là tú nha mấy bạn, nói chơi bữa nay là thôi chúng nha mấy bạn. Sớm giờ mình đi thăm cái đầu trên, cái đầu Tết trước nó không dính, mình nói tàn là bữa nay thắt luôn đó. Mình vô cuộc đi gần cuối lại nó trúng thành trúng luôn nha các bạn. Đây, coi sớm giờ là 5 con gắn lãi nha các bạn, mà bỏ một con, còn được 4 con còn sống. Trong 4 con đó là 3 con dính lưới, một con mình bắt được nha các bạn. Mình chụp dính chứ không phải là dính lưới, tại mình đi hồi sáng sớm mình đi mình chụp dính. Rồi còn một đây một con là gắn nước mới dính đây. Rồi đây một con hổ hành nữa nha các bạn. Là cây 5, 6, 7 con đó nghe mấy bạn. Còn 3, 4 tạ lưới nữa mấy bạn ơi. Nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Giờ mấy bạn cho mình tạm ngưng đây nghe mấy bạn. Mình xử lý con rắn hổ hành này đi. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại nghe mấy bạn. Rồi tiếp tục về khu vực gần nhà mình nghe mấy bạn. Đây là khu vực bờ xài nữa nghe mấy bạn. Nhà mình cũng có trồng xài nữa. Trồng xài với ông... và mình trồng ba cái hạnh này nghe mấy bạn. Rồi mình đi dài vô mấy bạn ơi. Ồ có hàng mấy bạn ơi, có hàng lái mấy bạn ơi. Ai các bạn thấy đã nằm dài sọc một đường thì nghe mấy bạn. Cái lái này bộ dính lâu hay gì yếu rồi mấy bạn ơi, nằm im ghe quậy hết nổi rồi. Đó, còn sống nha mấy bạn, le lử nữa nè. Đó, mình về vườn đó nha các bạn. Bữa nay nó thắt không à mấy bạn ơi. Đầu đi cái tớp lưới đợt đầu tiên nó không dính nè, sao gần cuối nó dính quá nghèo mấy bạn. Gần cuối hồi nãy giờ thấy làm đậu á mấy bạn ơi, dính lai ga lai ga lai ga, về tay có dính 4-5 tay, 5-6 tay gì cũng có dính mấy bạn. Còn hồi buổi sớm sao kỳ không biết đi ha, ta la nhiều khi mười mấy gần 20 tay mà nó không dính đâu mấy bạn. Kỳ cũng dính. Cầm như bắt biết mấy khu vực nó cũng giảm gắn này, còn mấy khu vực này hổng gà mình bắt cũng ít nha các bạn, chưa dính được nhiều. Cho nên vợ sẽ dính, còn mấy chỗ nào mình bắt dính nhiều quá biết cánh giảm coi. Đây đã không? Chỗ này là hình như là cũng có dính con gắn nước, cử 2-3 cử gì có dính gắn nước trước nha các bạn. Ngay tay lưới này nè, bữa nay dính được con gắn lãi nha các bạn. Đã không? Các bạn thấy về phút cuối có thành quả nha các bạn. Con này yếu hay gì vậy? Dính quá quậy nhỏ quậy này nè, các bạn thấy không? Đội gắn lãi này mạnh lắm, quậy thiết một ấy đây nha các bạn. Đó. Rồi, mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nghe mấy bạn, để mình xử lý nó ra. Rồi còn có mấy tay nữa, mình đi dài vô, nếu có dính nữa mình test lại mấy bạn xem. Cũng cái bờ này nha các bạn. Đây, bờ này đường mình lội vô hơi khó nghe mấy bạn, đường khó đi lắm. Bờ cây có đổ che, mình chui núp không mấy bạn ơi. Rồi, thôi. Rồi mình về tới nhà mấy bạn ơi. Đây, đây là trại gà mình nghe mấy bạn. Đây là trại mình ngủ giữ gà nghe mấy bạn. Đây, đây là vuông cá nghe mấy bạn. Nãy giờ mấy bạn thấy là tính ra mình đầu thì mình nói thắt chứ tính ra nó trúng nha mấy bạn. Bữa nay như thành quả của mình là nó đâu. Đây, một con gắn nước. Một em gắn nước với một con gắn hổ hành. Vậy là bữa nay hình như là 8 con mấy bạn ơi. Thành quả này mình 8 con. 6 con gắn lãi mà mình bỏ một con còn 5 con. Với một con gắn nước với một con hổ hành là 8 con nha các bạn. Đây con này nãy mình mới gỡ ra và nó yếu yếu nè mấy bạn. Đó mình bỏ nó ngoài mình chưa bỏ vô túi luôn nè mấy bạn. Nó bò muốn không nổi nè mấy bạn thấy không? Mình gỡ nó ra cái vợ tỉnh này nè thấy không? Đó, bạn thấy đã không? Gỡ ra vợ tỉnh mình nó bò nè mấy bạn. Hồi nãy nó dính ngay đây nè mấy bạn, dính ngay đây cái nó cớp sống nó mấy bạn. Đó, các bạn thấy đã không? Đó là thành quả của mình bữa nay sau một chuyến đi thăm bẫy đó nghe các bạn. Là được 8 con. Một con hổ hành, một con gắn nước, 6 con gắn lãi. 6 con gắn lãi mà mình xài được có 5 con mấy bạn ơi, bỏ hết 1 con rồi. Một con sắm do nó bị chết ỉnh ỉnh rồi mình bỏ rồi mấy bạn ơi. Rồi. Các bạn cho mình xin tạm ngưng video tại đây nghe mấy bạn. Mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ nghe bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nghe mấy bạn. Rồi, bye bye. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau nghe mấy bạn.